Alright, sounds good. So the first song I'm gonna do is a traditional song. Trước hết thì Henry xin thân ái xin kính chào toàn thể quý vị hôm nay. Và bài hát thì là Mưa Rừng của nhạc sĩ và cũng là lời của Huỳnh Anh. Xin mời quý vị lắng nghe. How are you doing tonight? Ready to rock and roll again? Who was here last night? Can you show of hands? Yeah? Who's out of town?